Chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ. Thị trường chứng khoán tăng mạnh từ đầu năm đến nay là cơ hội để nhiều doanh nghiệp huy động vốn, nhưng đó cũng là rủi ro cho nhà đầu tư khi một lượng cổ phiếu khổng lồ sẽ được đẩy lên sàn trong thời gian tới. Hôm nay, Hà Nội chính thức nới lỏng một số dịch vụ hoạt động như ăn uống trong nhà, dịch vụ cắt tóc, gội đầu do tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các cơ sở này phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa khách hàng, ngồi không quá 50% công suất và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Việt Nam nằm trong số những quốc gia vùng lãnh thổ ở châu Á được chia sẻ 16 triệu liều vaccine thuộc kế hoạch phân phối 55 triệu liều do chính quyền Tổng thống Biden vừa công bố. Sau 4 đợt bùng phát dịch, các khu căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh gần như dẹp tiệm vì lượng khách du lịch, người đi lại, công tác đều vắng bóng. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, so với cùng kỳ, xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản của Việt Nam đều tăng, các mặt hàng nhuyễn thể tăng mạnh nhất. Hôm nay ngày 22 tháng 6, Bộ Công an sẽ tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời công bố chính thức vận hành hai hệ thống này, sẵn sàng phục vụ nhân dân từ ngày 1 tháng 7. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ không bỏ trần hạn mức tín dụng đối với ngân hàng thương mại, liên quan tới một số đề xuất cho rằng nên bỏ hạn mức tín dụng vì hiện nhiều ngân hàng đã gần hết room tăng trưởng. Đến giữa tháng 6, tín dụng đã tăng 5,1%, cao hơn gấp đôi mức tăng cùng kỳ năm 2020. Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang lần lượt tham gia thử nghiệm IATA Travel Pass. Điều này cho thấy ngành hàng không và du lịch kỳ vọng sớm đón khách quốc tế. IATA Travel Pass cũng đang được ngành hàng không và du lịch toàn cầu kỳ vọng là cầu nối mở lại các đường biên giới. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã gửi đơn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiến nghị thành lập tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương để nhanh chóng rà soát và tháo gỡ khó khăn hiện nay về chi phí logistics, tình trạng thiếu container. Ngày 21 đến 26 tháng 6, hợp tác xã, hộ nông dân ở Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Long, Đắk Lắk và Sơn La đồng loạt đưa nông sản, đặc sản địa phương lên bán tại phiên chợ nông sản trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan diện rộng ở miền Bắc và miền Trung từ ngày 16 tháng 6 trở lại đây đã làm tiêu thụ điện của miền Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung không ngừng tăng lên. Vào trưa ngày 21 tháng 6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt 42.000 MW và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới với con số là 42.146 MW. Ngành vận tải biển quốc tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Hiện 80% thương mại thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Do vậy, việc thiếu hụt lao động ngành vận tải biển đang đặt ra sức ép vô cùng lớn bên cạnh vấn đề giá cước liên tục lập đỉnh. Sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Thụy Điển đầu tiên bị mất chức vì bất tín nhiệm theo đề nghị của các nhà lập pháp đối lập. Một báo cáo từ Trung tâm Chính sách Thuế cho thấy việc tăng thuế của Tổng thống Biden có thể ảnh hưởng lên 60% người Mỹ. Người dân thành phố New York, Mỹ đang tận hưởng sự trở lại của cuộc sống bình thường sau khi đa số hạn chế chống dịch được gỡ bỏ. Tuy nhiên, COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại một số bang thuộc miền Nam nước Mỹ, số ca nhập viện mới chủ yếu là người trẻ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong tổng giá trị xuất khẩu hải sản 5 tháng đầu năm 2020, các sản phẩm cá biển chiếm 75%, cá ngừ chiếm 22%, cá các loại khác chiếm 53%, các sản phẩm nhuyễn thể chiếm 20%, còn lại là cua ghẹ và giáp xác khác. So với cùng kỳ, xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản của Việt Nam đều tăng. Đáng chú ý, xuất khẩu các mặt hàng nhuyễn thể tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá trị xuất khẩu nhóm các sản phẩm mực, bạch tuộc đạt 216 triệu đô la Mỹ, tăng 13%. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 48 triệu đô la Mỹ, tăng 44%. Về cơ cấu, trong 5 tháng qua, các mặt hàng nhuyễn thể chế biến như mực khô nướng, mực chế biến khác, các sản phẩm hai mảnh vỏ chế biến là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong khối thị trường CPTPP, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường đơn lẻ nhập khẩu hải sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 20% tổng giá trị xuất khẩu hải sản khác của Việt Nam, đạt 298 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu sang thị trường này chỉ tăng nhẹ ở mức 1%. Việc tiêm chủng mở rộng vaccine phòng chống COVID-19 và gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ
đang là động lực để nhu cầu tiêu thụ thủy sản phục hồi, không chỉ ở phân khúc dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, mà cả ở phân khúc bán lẻ. Điều này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hải sản của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Thời kỳ mới, con người có tiêu chuẩn mới. Người thông minh, sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống cởi mở, sống yêu đời. Người ngốc nghếch, sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu. Người lạc quan, yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động. Người vui vẻ, hay cười, hay nói, hay hát ca. Vì vậy, hãy yêu thân thể, giữ gìn sức khỏe, vun đắp đời sống tinh thần của mình để giữ cho tâm mình luôn bình an, bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tổng hợp của Doanh Nhân Trẻ ngày mai.